Cá nó ở trong hang nhiều đấy. Mình sẽ dọc trong hang này ra. Ôi sâu đấy. Sâu chứ. Ôi chỗ này sâu lắm. Sâu mới có cá. Sâu lắm. Con rồi các bạn ạ. Giờ mình được con cá nhá. Này. Gỡ luôn nhở. Gỡ luôn. Ôi to phết nhở. Giật giật ngay đúng không? Giật ngay. Gỡ luôn nè. Con này to phết đúng không? Nó đấy, nó đấy. Nó vào lối nào. Cá này thịt nó rất là ngọt nha mọi người, ngon nhá. Hơi nhiều thịt luôn. À nó không tanh như kiểu cá ao nhỉ. Cá này còn to nó lắm thịt lắm. Dễ dóc xương nữa. Đây à. Rồi suối béo lắm nhỉ. Nhìn lắm thịt. Đây. Con này cũng to. To bằng bàn tay. Bấy này là thấy nó luôn hả cô? Bấy đá này bắt sâu đá mới là bắt cá bống. Hay. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hiện tại là Kỳ đang có mặt tại suối Bo mọi người nhá. Hôm nay trời cũng khá là nắng nóng ấy. Mình có ra suối đi đuổi cá rô phi nha mọi người nhá. Đấy. Bây giờ là mấy anh em mình sẽ xuống và bơi thuyền xuống đoạn dưới kia mình ném nha. Ok. Thôi đi. Cầm nước ra sao đi. Ờ nhỉ. Lưới. Cái đoạn này bên dưới này thấy cá nó lên nhiều lắm rồi đấy. Giờ mình thả từ đằng này sang bên kia nhỉ? Cắt ngang luôn đi. Ok. Không cầm sao à? Ờ. Hôm nay trời khá là đẹp đấy. Thả cắt ngang đấy luôn đi. Ok. Thả từ đấy sang đi. Cho xuống hòn đá đấy. Ờ. Thả một tay đây xong một tay xuống tận dưới kia cái hòn đá bên dưới kia kìa. Từ đấy cá nhiều phết ấy. Đấy nắng nó lên nhiều ấy. Xốp có. Không có xốp à? Không có xốp, tôi cảm ơn anh được. À đây rồi, có rồi. Các bạn ạ, giờ mình sẽ thả từ đây sang bên kia nhé. Bên hòn đá kia nhé.
Hắm xốp vào. Khá khớp anh ạ. Khá là nắng nóng đấy. Ôi kéo cả xốp đi rồi. Các bạn ạ, vừa rồi là mình vừa thả lưới xong rồi nhá. Giờ mình sẽ đuổi cá trong này, mình chọc cá ra nhá. Cá nó ở trong hang nhiều đấy. Mình sẽ chọc trong hang này ra. Ôi sâu đấy. Sâu chứ. Ôi chỗ này sâu lắm. Sâu mới có cá. Sâu lắm. Sâu thật ở chỗ này. Chỗ này nó phải khoảng độ 6 đến 7 mét nếu mà tới đáy nhỉ. Ừ, tầm đấy đấy. Cái sào này mình khá là sào dài này. Này cắm xuống không tới đáy mà. Nó phải 4 mét rồi đúng không? Ừ. Tầm 4 mét rồi. 4 mét rồi. 4 mét rồi đấy. 4 mét. Dung chuyển hết mặt nước rồi. Lên ở trên đi. Ấy. Đấy là mình thấy chỗ này là cá nhảy hơi nhiều không mọi người nhá. Nay nó lên tắm nắng. Bây giờ là mấy anh em mình sẽ đuổi nhá, để cá nó sợ nó chạy hết vào lưới. À. Sóc này nay thấy động nhiều lắm. Nhưng mà nó khôn lắm. Kiểu nó thấy mình đuổi nhiều xong đầu nó sợ nó chạy hết vào dưới hết vào hang ấy. Nó khôn rồi. Đấy. Nước hôm mát nay thật, hơi nước đục này màu. Mát thật. Ôi. Nước hôm nay hơi đục nhỉ. Ừ. Trời này tắm ở đây nó mát này. Lên đoạn trên này đi. Chỗ này nó sâu đấy nhỉ? Chỗ này là sâu nhất đây này. Cho cá cái này ra. Mình chọc theo bờ nhá, nếu mà ở giữa dòng suối thì có khi có đô có con chú nó phải sâu đến chục mét đấy nhỉ. Sâu đấy, hơn đấy. Đấy,
chọc như thế để cá nó sợ. Trong trong kia cơ, trong này cơ. Cá nó hay vào khu vực trong này này. Đấy. Ui nóng quá. Ôi, sâu thật. Ôi. Ôi. Đấy cái đầu ấy. Rung mất cái đầu ấy. Thế phát này phải xuống lặn à? Thôi. Mất rồi. Thế là mất ăn rồi. Đúng rồi, cái đó. Thôi giờ mình ném đá. Giờ mình sẽ lên bờ đáp đá xem mọi người nhá. Để đuổi nó ra nhá. Mát thật. Muốn tắm thật. Mặc quần cộc nữa chứ. Mặc thế nó mát đi. Giờ mình sẽ đáp đá nha. Số này chỉ muốn tắm thôi, mát lắm. Ôi, nó bị trôi xuống tận dưới kia rồi. Trôi đấy. Ném bên này đi, bên này đi, bên này nhiều này. Vừa nó trôi ác quá nhỉ. Ui. Giờ mình sẽ đi xem lưới nha. Xem có được con cá nào không nha. Vừa rồi là mình thả tít chỗ kia nhưng mà nó bị trôi xuống rồi. Nên là mình sẽ ra đấy mình kéo lên nhé. Hôm nay có nắng to nhỉ? Quá nắng đấy nhỉ? Quá nắng đấy. Bây giờ là đi vớt lưới xem có được không? Trôi xuống tận đây. Chắc là nhấc luôn nhỉ? Nhấc luôn thôi. Nhấc luôn đi. Xong là xuống đoạn dưới kia mình giang tiếp. Ê, nó trôi xuống mà. Ui, quấn luôn. À. Quấn vào nhau rồi. Rát hết đầu gối, nắng quá. Hôm nay nắng to ấy. Mắc. Ui.
Chắc là thu luôn thôi nhỉ? Ừ. Thu luôn, mình xuống dưới mình lại thả. Ôi, đây rồi, được con rồi các bạn ạ. Giờ mình được con cá nhá, này. Gỡ luôn nhỉ? Gỡ luôn. Ôi, to phết nhỉ? Giật giật ngay đúng không? Giật thôi. Gỡ luôn nè. Con này to phết đúng không? To đấy, to đấy. Thế rồi. Không biết đường ra rồi. À. To đấy. À. Tuột đầu nó ơi. Đây rồi, rồi, đang tuột đầu rồi. Ôi rồi. Eo mọi người nhá. Mình được một con này nhá. Cá rô phi. Con này hơi to luôn. Con đấy sâu quá nhỉ. Lưới cắm thẳng xuống. Giờ mình lại được thêm con đây mọi người này. Đấy, cá này nhá. Hình như kia con nữa đấy. Lại tiếp tục đúng không? Ừ. Gỡ cái này đấy nhá. À. Ê, hai con rồi. Thế giờ giật chỗ này, biết phải không? Úi! Cá này các bạn ơi. Ôi, con này to nhờ. Này. Ôi. Con này to à? Con này to đấy, con này to đấy. Hình như con nữa là sao ấy? Con này to đấy. Ấy, ấy à. Này. Các bạn xem này. Gỡ luôn đi. Con này to đấy, nó chui, chui. Nắm lối thế nhỉ? Cá rô suối ngon lắm đấy cả nhà. Cá rô suối này là được cái nó nhiều thịt, thịt nó ngọt các bạn ạ. Ây à, à, chọc tay chứ. Này. Khó ra rồi. Con này khó ra. Ây à, ây à. Ây à. Không biết nó vào lối nào. Đây rồi, đây rồi. Thấy chưa? Nhìn này. Cá này nó béo lắm nhỉ? Ừ. Cá này thịt nó rất là ngọt nha mọi người, ngon nhá. Hơi nhiều thịt luôn. Ăn nó không tanh như kiểu cá ao nhỉ. Yeah. Cá chết này rồi. Được con to nó lắm thịt lắm. Dễ róc xương nữa. Mà xương nó mềm đúng không? Đúng rồi. Ấy à. Nó chui nắm búi quá. Đây rồi. À, đứt tay rồi. Đứt tay rồi. Chảy máu tay rồi. Bình tĩnh thôi, được con cá đứt cả tay, chảy cả máu cái này. Rồi. Đây rồi. Đây rồi. Đây con cá nha mọi người nha. Tiếp tục, tiếp tục. Hình như còn con nữa sao ấy. Thấy kéo lưới đấy.
Không phải, không phải. Ui, pin rồi. Được rồi. Tiếp tục con này. Đây rồi, đây rồi. Ui, con này to đấy, con này to đấy. Cẩn thận nó ra mất đi. Con này to đấy. Con này to đấy. Ui, con này to đấy. Cẩn thận nó ra mất gì, mất ăn. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Lấy thế đó, lấy thế đó. Đây, đây anh em nhìn thấy không? To lắm. Anh em nhìn thấy con cá không? Không, nhấc lên luôn đi. Không được, không được. Không được. Nhấc lên luôn đi, con này. Nhấc lên nó ấy, nó dây nó ra đấy. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Cứ phải từ đấy, nó lấy đà nó ra. Nhấc lên luôn, nhấc lên luôn. Không, đừng vụt, nhấc lên đi. Nó không ra được đâu. Ra được thế nào được lưới này. Đấy. Đây rồi. Con này cũng... Ui, con này to hơn con này. Con này to hơn con vừa rồi. Đây nha. Chết rồi, không. Con này to bình thường, hôm nọ con to hơn. Con to hơn còn độ 8-9 lạng rồi. Còn... Chết rồi, không có đường ra rồi. Cá rô suối thì béo lắm rồi. Nhìn, nắm thịt. Đây. Con này cũng to nhỉ? To bằng bàn tay. Ở bàn tay mà nhìn béo. Chết rồi, không có đường ra à? Không, dỡ, gỡ luôn đi, xé luôn đi cũng được. Để lấy một mắt đi. Xé đi một mắt á, từ từ bình tĩnh thôi. Đây này nó cũng có một mắt. Sao nó căng thế nhỉ? Gió ấy, mình đang ở giữa dòng. Gió nó thổi mạnh mà mình xoay 380 độ. Rồi. Bằng bàn tay luôn. Đây. Ui. Xịt quyền. Xịt nó chỉ mất. Rồi. Ơi, một con ạ, hai con. Hai con nào đây? Nhấc lên gỡ luôn. Đây, các bạn. Cá. Ôi. Hai con cùng hai con này đi cùng nhau. Một số luôn à? Đi cùng nhau, đi cùng nhau. Gỡ luôn đi, gỡ luôn đi, gỡ luôn đi. Đây nha. Con đấy to đấy. Ôi. À. Thế là đủ bữa rồi đúng không? Thế là ngon rồi. Thế là đủ bữa rồi. Đây này, cá rô béo ngậy lắm. Đây. Hai con cùng một lúc, con này hơi bị, con này to rồi. Con này bự phết nhỉ? Con này ra ngoài mấy lạng ấy nhỉ? Con bên dưới ấy nhỉ? Bàn tay luôn. Bàn tay. Dớ dớ nó ra luôn, dớ nó ấy. Đấy. Từ từ này. Đấy, được con... khoảng độ 10 con thế này thì... Con này to đấy. Là ngon đấy nhỉ? Ừ.
Đấy, 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 bên dưới. Không phải, không phải. À đây rồi. Ui, cái vẩy nó rất là sắc nha. Vừa đứt tay lần à. Còn là bự phết đúng không? Ấy. Khỏe lắm. Con này khoảng đầu 4 ngón tay bằng bàn tay luôn. Ây da. Ây da. Ấy. Nhưng mà chưa ra được. Ôi. Nào kiểu anh nào, làm kiểu anh nào. Rồi tiếp tục đi. À, tiếp tục nha. Ở đây một con nữa này. Đấy, con này dính nhiều đúng không? Lại lại tiếp tục một con nữa. Đấy, đấy. Cá rô là nó đi theo đàn đấy cả nhà. Đấy. Nhưng con này bé không? Cũng không hẳn là bé. Không, không, không nhỏ đâu. Con này cũng 3 ngón tay đấy. Riêng cái rô suối này kể cả con nhỏ thịt ăn nó vẫn ngon hơn cái rô rô ao. Xương nó rất mềm. Đây. Kiểu gì quẩn quẩn ra đây vẫn dính một con nữa. Đây 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 đây, ui ui con này này. Ui ui các bạn này. Đây đây đây, con này này. Đây lại được con này. Thấy chưa? Ấy. Lại tiếp tục một con à? Đây này. Đấy. Ấy. Con này dính mấy con liền nhỉ? Con này con to đấy. Ây à. Này, con này con to đấy. Đấy. Này các bạn ơi. Ôi. Đây mọi người đây này. Rô suối béo lắm này. Con này lớn luôn. Con này phải bằng bàn tay rồi. Đây nha. Giờ mình gỡ xong là mình sẽ xé là luôn, không là nó mắc lung tung quá. Úi giời ơi, lại con nữa rồi. Lại tiếp tục à? Tiếp tục cá. Bây giờ ấy, mình gỡ xong hết, xong bắt đầu mình lên lên bờ ném mấy hòn đá nữa. Đúng rồi. Kiểu gì nó... Các bạn này. Nó vẫn cá chưa ấy đâu. Ui con này to nhỉ? Con này... Được mấy con to thế này rồi. Được mấy con rồi. Gần chục con thôi. Đấy. Ê à. Con này to, béo, đúng không? Khỏe lắm. Cá nha. Đây. Tiếp tục, tiếp tục. Vừa rồi là mình đang bắt cá ở đây thì có thấy mấy cô đang bắt cá ở đây nhé, một nhé. Giờ mình sẽ lên đấy quay cho các bạn cùng xem nha. Ôi trời, chơi nữa.
sâu đấy nhỉ. Được cá không cô? Cá. Đây, cô này đang bắt cá mọi người nha. Sô đá thì được bứa à? Đây cô này đang bới đá nha mọi người nha. Ô nhờ nó toàn ở theo bới như này là thấy nó luôn à cô. Bới đá này bắt sâu đá mới là bắt cá bống. Hay. Cô đến lâu chưa? Mới đến à? Ui dồi, được nửa ống rồi đấy. Xem nào. Được nửa ống rồi đấy. Nửa ống là được nhiều phết rồi đấy, nửa ống này. Sâu đá ăn ngon đấy. Cá đúng không? Có hai con. Nắng vậy. Thế chắc bị động nước rồi. Ôi. Tỏ sâu đá là nó ở dưới theo con đá là bới lên là nó ở bên dưới này. Cô có nào cô bắt lên cho cháu xem cái được không? À? Chưa. Chưa. Thế này nhiều sâu đá chứ cô nhỉ? Cái này tiếng Tây gọi là tó bún à? Xong là đi cùng nhau. Đi cùng nhau xong là xếp. Người là sao mắt nhiều lắm ở dưới này ấy. Ở dưới bế một tí. Cứ thi nhau xếp thành hàng là mới. Nhiều. Ở nhà thì nóng, ra cưới nó mát. Các bạn nóng quá, giờ mình sẽ thu lưới cũng chuẩn bị đi về thôi mọi người ạ. Đây. Mình thả này. Ây à. Ấy. Cá đấy. Thu đi. Thu về thôi nhỉ. Cũng đủ rồi. Đủ bữa rồi. Đây mọi người này. Cá đây này. Vừa thành quả của hai anh em mình vừa đi bắt cá đây.
Còn con to. Đâu để thu xem nào. Còn được con nào đâu. Đây. Hình như con dính con. Đây 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 đây, dính ngay. Dính con à? Đấy, được con này. Lười thả răng đây phát nữa kiểu gì cũng được. Nhưng mà thôi về thôi nhỉ. Đây. Đấy, tiếp tục con. Đây mọi người nhá. Cá đây này. Không, hôm nay là nó bị động là có một đội nó về nó bắn nó súng đánh trước rồi đúng không? Nó đánh trước rồi. Thảo nào mình đi đuổi răng lưới theo sau không được. Nếu không thì được nhiều đấy đúng không? Đúng rồi. Chứng tỏ có một đội nó lên nó đánh trước rồi. Nó đánh trước rồi, nó đuổi trước rồi. Thôi để hôm sau mình lại lên tiếp. Chắc bây giờ là mình thu lưới về luôn thôi nhỉ? Về thôi. Thằng nào cũng được à, mấy con rồi. Đây 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 đấy. Đây, lại được một con này. Đây lại được con mọi người nhá. Ô, chứng tỏ. Không, nếu mà thả ngâm xong rồi một lúc không mình mới đuổi. Vẫn được ấy, hay là răng phát nữa. Xuống đoạn dưới đây nhỉ? Cái đoạn kia. Cá nó vẫn ấy mà qua nó khôn, nó toàn chạy vào hang ấy. Đúng rồi. Khá là rộng. Đấy. Được con nào đúng không? Chưa thấy con nào. Con này chưa thấy. Nắng nóng quá mọi người ạ. Quá nắng nhỉ? Nắng quá. Này nắng to chứ. Ấy. Lại tiếp tục con rồi. À, lại được con mọi người nhé. Được một con tiếp à? Đây nhá. À. Hiếng cỏ nó khôn phết. Nó chưa ra. Vừa nãy là mình đuổi ra nó chạy hết vào hang. Nó chưa ra. Xong mình ngâm một tí bắt đầu nó mới ra. Đúng rồi. Thế ra nó là mắc lưới luôn rồi. Chạy đâu cho thoát. Ôi thế này sợ quái rồi. Con này nó cuốn kinh quá. Con này nó cuốn. Không biết đường cứu. Vẫn còn dài đấy. Kiểu gì cũng được con nữa nhỉ. Mắc à? Vậy. Lộn. Kẹ nó. Chứng tỏ là vừa rồi mình thả xong là nó chưa ra ngay đúng không? Ừ. Nó khôn ấy. Nó chui vào trong hang kìa. Mình thả xong mình ném đá nó chạy hết vào hang ấy. Đúng rồi. Thôi nhỉ, xem nào, chắc cũng được khá rồi nhỉ. Giờ chắc là chú cháu anh em mình về nhỉ. À. Không được. Đây mọi người, vừa rồi là mình vừa đi đuổi cá về rồi. Đây, toàn con to bằng 5 ngón tay rồi. Đấy, cũng khá, video của mình cũng khá là dài rồi.
Mình cũng xin kết thúc video ở đây. Đấy, mọi người xem video của mình thấy hay thì hãy đăng ký cho mình xin một đăng ký kênh, một like và chia sẻ cùng cho các bạn cùng xem nhé. Đấy, mình xin chào tất cả mọi người nhé. Bye bye nhé.